huynh à, sao mọi người không ai tập viết chữ, chỉ có mình đệ là tối nào cũng tập viết chữ vậy? Tiểu Long, huynh cũng không biết, nhưng nếu sư phụ nói rồi thì nhất định phải phục tùng theo. Dù sao thì đệ cũng phải ráng tập luyện mà. Tiểu Long. Sư phụ. Tiểu Long, con tập viết chữ sao rồi? Đưa sư phụ coi thử. Hay à, đưa sư phụ coi coi. Tiểu Long, sư phụ không những lại bắt ngươi tập viết chữ mà còn bắt ngươi luyện tâm nữa. Hey. Trung Hải à, đứa trẻ Tiểu Long này tuy bẩm sinh có huệ căn, nhưng mà tiếc rằng nó hay ham chơi. Sư phụ nghĩ chỉ còn cách là ngươi dẫn nó xuống núi để cho nó hiểu biết thế sự đi. Sư phụ đừng đợi hiểm ác, đệ tử e rằng. Trung Hải à, tất cả trông cậy vào ngươi đó. Và đệ tử sẽ tận hết sức mình. Bái kiến sư phụ. Bái kiến sư phụ. Đệ tử là Tiểu Long, xin ghi nhớ những lời dạy của sư phụ. Nhưng sư phụ có thể nào nói cho Tiểu Long biết đệ tử làm sao mới có thể tìm được Phật duyên không? Phật tại tâm trung, trung hữu Phật, tùy theo duyên phận. Sư phụ. Vậy tiểu sư đệ, đệ đừng có lo. Sư huynh cùng hạ sơn với đệ, đệ muốn tìm cái gì cũng tìm được, có biết không? Biết chưa? Tiểu Long, khỏi cần phải lo. Tôi nghĩ Phật tổ chắc sẽ phù hộ sư huynh đó. Biết rồi. Tiểu Long, thì tiếc là sư huynh không thể hạ sơn để giúp cho sư đệ phần nào. Không sao. Có gì đâu, muốn giúp đỡ có rất nhiều cách. Sư huynh, tôi tận sức rồi. Như vậy có đủ không hả? Đúng là ít một chút, nhưng mà tích lũy sẽ được nhiều. Tiếp tục. 400. Ý, vậy mới được chứ. 200. Hơi ít đó. Ý, vậy mới được. Hi. Yeah. Hi. Yeah. Hi. Tránh ra. Xe ngựa, mình đi xe ngựa. Để làm gì đó? Hạ sơn mà, không lẽ đi bộ hay sao? Đi xe ngựa. Ừ. Đệ thiệt là không có tiến bộ chút nào hết, thiệt lạc hậu. Cậu tưởng bây giờ là đường tam tạng đi thỉnh kinh sao? Giờ này là thập niên 90 rồi. Có xe đến rồi. Ê, ngồi xe hơi mới tiến bộ chứ. Ê, tới rồi, tới rồi. Xe tới rồi, lên xe đi. Lấy xe đi. Ê, anh tài xế à, tới trạm xe nhớ gọi tôi nha. Được, không thành vấn đề. Ngồi tử tế nha. Anh Phong, những trường hợp này đều thấy anh tham dự. Còn phải nói, bản đấu giá này là tổ chức cho tôi đó. Coi bộ có thêm một đối thủ rồi. Ê, anh không đủ tư cách làm đối thủ của tôi đâu. Nói chuyện phải đưa lời chút nha. Tôi không ngờ anh lại thích nói chơi như vậy. Tôi nói chơi với anh hả? Ai nói tôi nói chơi đi? Anh không biết đồ cổ thì mình có làm ra vẻ ta đây nha. Anh nghiên cứu đồ cổ được bao nhiêu vậy? Thằng nào vậy? Anh coi cái đầu của bạn gái tôi thì đã biết trị giá bao nhiêu rồi. Đại ca. Đại ca cái gì? Ai kêu mình lên tiếng vậy? Là đồ quý đó. Đại đầu Phật chính cống xuất thổ ở Thiểm Tây đi. Xin lỗi ông, ở đây chúng tôi không cho đội nón vô đâu. Mời ông. Khoan đã, ông có thắt cà vạt không? Đợi ngủ giùm tôi. Bán xong. Hay quá, chúc mừng, chúc mừng nha. À, chúc mừng. Uầy, cả người có lầm lẫn không vậy? Cái này là tiền hay giả đó? Cả chục triệu mua đồ cổ vô giá trị như vậy, nói cho các anh biết nha. Ở trong nhà của tôi có thiếu gì đồ này chứ. Nè, nếu các anh thích đó, tùy tiện lấy đi.
Cái bộ khờ này thì rất khải hả? Quý vị, bây giờ tới giờ bán đấu giá. Món vật quý báu nhất trong ngày hôm nay, tức là Đại Đạo Phật xuất thổ từ tỉnh Thiểm Tây. Tài liệu cho biết Đại Đạo Phật tượng là thủy tổ của tất cả Phật tượng. Phật tượng bất luận là tạo hình điêu khắc hay là thân tình đều lấy tượng này làm căn bản. Hôm nay bán đấu giá tượng này là 30 triệu đồng. Mỗi khi giơ tay là 10 triệu. Ông này trả 40 triệu, ông kia 50 triệu. Có ai giá cao hơn 50 triệu hay không? Hả? 60 triệu. Có ai cao hơn 60 triệu hay không? Hả? 70 triệu. 80 triệu. 90 triệu. Có ai cao hơn 90 triệu hay không? 90 triệu lần thứ nhất. Được rồi, có ai cao hơn 90 triệu nữa hay không? Đủ rồi nha em trai. Bộ mày muốn chết thì hay sao? Dám cả gan tranh giành với tao. 90 triệu lần thứ hai. Có ai cao hơn 90 triệu hay không? Bán xong. Anh Phong à, có sao không? Anh Phong. Anh Phong à, đỡ ra ngoài lẹ lên. Đi, lẹ lên cẩn thận. Thế nào, anh đỡ nhiều rồi chứ? Ông chủ cũng không sao chứ. Mày còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi kiếm Đại Đạo Phật gì cho tao. Đừng rồi anh Phong à, anh đừng có nóng giận. Cậu ta là em trai của anh, có thể thương lượng với nhau mà. Nó muốn làm gì đi? Bất cứ việc gì nó cũng chống đối với anh. Hai anh em cùng chung một bà mẹ, tại sao mẹ đẻ ra anh thông minh như vậy, còn đẻ ra đó thì lại ngu đần chứ? Đi mua đồ cổ, tất nhiên là kiếm lợi nhuận về rồi. Có ai mà ngu như nó vậy? Một là châu về hợp phố, còn hai là để trong viện bảo tàng chứ. Có phải không hả? Có phải không? Ông nói rất đúng. Nhưng cũng không sao, nếu không mua được đại phật đầu này, để tôi kiếm một cái càng to càng đẹp hơn về đây cho ông nha. Mày biết cái gì hả? Ta đã hứa với anh chàng Á Rập sau này giao hàng rồi, lập tức kiếm Đại Đạo Phật về đi. Dạ. Thưa ông Phong, em trai của ông vừa lấy đại phật đầu đi rồi. Tôi biết, như vậy thì sao? Như vậy nè ông Phong à, em trai của ông kêu tôi lấy hóa đơn này đưa cho ông. Cái thằng khốn nạn này, nó dám xài phí hết tiền của tao. Hả? Anh Phong, anh Phong à, anh Phong. Ông không sao chứ? Không? Ông chủ à, anh Phong. Anh Phong à, không sao không? Mắc dịch, cho dù phải tới chân trời góc biển thì tao cũng phải kiếm lại cái đồ vật về đi. À, thiệt đẹp quá. À, tới rồi, Tư Quỳnh à, Tư Quỳnh, thức dậy đi, tới rồi, thức dậy mau. Bên ngoài có nhiều đồ coi lắm, thức dậy mau đi. Thiệt đẹp quá. Thì là đến rồi. Tư Quỳnh à, mau lên, mau lên. Wow, đẹp quá. Vậy nè, tụi mình còn là tuổi thanh niên mà, phải cố gắng tiến bộ tìm kiếm kết tích. Phải đi tắm sauna, còn có karaoke phải ca cho đã mới được. Ngoài ra còn phải tìm những chỗ gội đầu hớt tóc. Bây giờ chủ yếu là phải đi ăn cho no cái đã, ăn xong chơi cho vui, quyết định như vậy. Được rồi. Nè, bây giờ xem đi đồ nha. Cẩn thận nha. Em bé à, nguy hiểm. Không sao. Mình đi. Hay quá lợi. Lên. À, làm ơn chị chụp lên đi. À, được. Sư Quỳnh này đi, đừng có chụp nữa. Có nặng rồi, đi mau. Bánh bao thịt ngọn, hamburger siêu cấp, bánh bao thịt có cải mặn, bánh bao nhân thịt. Wow, có đầy đủ sắc hương vị đó nha. Cô hai, có đồ ngon giới thiệu không vậy? Sư phụ, ở đây không có bánh bao chay đâu. Sư huynh, mình không thể ăn thịt được đâu. Nhưng mùi thịt tỏa ra thì là thơm quá. Cảm ơn cô nhắc nhở. Nhưng người xuất gia có nói là tử nhục xuyên trường, qua Phật tổ tâm trung lưu. Do you understand? Để đi coi ở đây có món gì ngon không.
Sư huynh, cái này đủ cho mình ăn rồi. Phải, ăn thử cái này coi. Đệ muốn ăn gì? Đệ không ăn đâu, cái này đâu có phải là bánh mì. Bọn thanh niên sư huynh có thể là chấp nhận được đồ ăn mới, còn sư đệ còn nhỏ tuổi, cần gì phải ngoan cố như vậy chứ. Cô à, cho tôi một cái đại hamburger đi. Ok, anh chờ chút nha. Nè, cảm ơn. Cái này sao lớn như vậy, còn cái kia sao nhỏ như vậy? Cô làm đánh hay cậu đây? Đánh cậu đi. Miếng này của đệ nè. Ngon quá. Ngon thiệt. Thiệt đúng là hợp với khẩu vị của hòa thượng chúng ta đó nha. Thì là ngon quá. Sư huynh à, huynh nói đi metro thoải mái lắm mà. Cô tình hình của đệ bây giờ nè. Thoải mái không? Mọi người có quan điểm khác nhau mà. Sư huynh à, chờ tới chừng nào chúng ta mới đi tìm được Phật duyên vậy? Hả? Tiểu Long à, lúc trước khi Đường Tâm Tạng đi thỉnh kinh, cần phải đi đến nước Ấn Độ. Muốn tìm Phật đắc đạo thì không thể ôm cây chờ thỏ đâu à. Người ta nói là đọc muôn ngàn quyển sách chỉ bằng đi muôn ngàn dặm đường. Hiểu rõ chưa? Làm ơn tính hả? Làm ơn đi. Tiểu Long à, Tiểu Long, Tiểu Long à, làm gì trên đó vậy? Bị chen lấn lên tới trên này luôn. Huynh tưởng là để chạy ra ngoài rồi chứ. Cái người kia móc túi kìa. Hắn móc túi đó. Người dám móc túi của người ta hả? Ủa? Coi người chạy đi đâu? Ai móc túi? Ai vậy? Ai móc túi? Ê, đừng móc vậy. Đến rồi, đến rồi. Ai vậy? Ôi, ra làm gì dữ vậy? Đi dám chạy nữa hả? Đến rồi, đến rồi. Chết ra, làm ơn chết ra đi. Làm ơn làm gì dữ vậy? Chết ra. Nè, đừng có chạy nha. Con người còn chạy đi đâu? Bây giờ con bé kéo xuống kìa. Sư huynh, huynh cẩn xe lại cho cứu người. Giờ cứu lẹ lên đi, xe lửa sắp tới rồi đó. Cứu lẹ lên đi, lẹ lên, lẹ lên, sắp tới rồi. Ôi giời, con có sao hả con? May mắn quá đi. Tỉnh rồi. Ôi trời, làm gì vậy? Dữ vậy hả? Nó chạy rồi, bắt nó lại. Ê, nó mất rồi. Tiểu Long, Tiểu Long. Sư huynh à, làm sao bây giờ? Làm ơn tránh ra, làm ơn. Nè, người màu lấy cái bóp ra cho ta. Cái người móc túi không phải là tôi đâu. Em nhìn lầm người rồi. Sư huynh, huynh bắt hắn giùm đệ. Thì không phải tôi mà, em nhìn lầm rồi. Không biết Tiểu Long có gì Thiếu Lâm tự không? Nó không có về đâu. Đến thành thì qua lễ như vậy, dù đệ đều cũng không có trở về. Huynh nói đúng. Sư huynh à, vậy chúng ta làm sao kiếm Tiểu Long đi? Huynh cũng biết là chủ yếu phải kiếm cho được Tiểu Long. Tụi mình đã hứa với sư phụ là phải săn sóc nó mà. Ê, chuyện gì? Đệ ngủ đây làm gì? Để ở đây chờ Tiểu Long. Được, để chờ Tiểu Long hả? Vậy để huynh đi mua cái máy khô liền. Chờ khi mà Tiểu Long về đây thì gọi huynh nha. Sư huynh à, chờ đợi với. Sao hả? Chờ lâu không? Sư huynh,
Sư huynh. Tiểu hòa thượng, chú cũng muốn hả? Cầm ớt, cầm ớt, cầm ớt, cầm ớt, cầm ớt. Làm ơn làm phước, tội nghiệp tôi là một đứa trẻ tật nguyền. Ông à, tội nghiệp tôi với ông à. Ông có đầu mày, tao là đàn bà. Nhỏ hơn mày, có dừng xe tao giúp đụng mày nữa. Tôi nói cho biết, nếu tôi không phải là đứa trẻ bị què, tôi đi đứng được, tôi sẽ thành tài như chú. Xin các vị làm ơn làm phước, tội nghiệp đứa trẻ què cho tôi. Bà chủ đẹp à, xin bà bố thí cho tôi một chút đi. Mấy ngày rồi tôi không có gì vô bụng á. Nè à, chỉ có 10 đồng thôi mua được cái gì? Bây giờ chi tiêu sinh hoạt nó cao rồi. Vậy tao cho mày 100 nè. Cộng lại hơn 100 đủ rồi phải không? Đủ rồi, bà làm lành sẽ được gặp lành. Bye bye. Bye bye. Ây da, làm cái gì mà điếc tai quá vậy? Đếm tiền lại coi. Em nhỏ, em nhỏ, em không sao chứ, để anh đỡ em vô trong nhà hả? Ai kêu anh đỡ tôi, mắc mớ gì tới anh? Đi lái xe anh đi, phiền quá. Hey, mà vô, mà vô. Bánh chiên ngon lắm nè, ăn đi. Vô vô đi. Bánh chiên nè, ăn đi. Hey, tàu hủ túi đây. Ăn đi, ăn đi. Mày vô. Cái gì à, con đói bụng quá, có gì cho con ăn không? Em đầu trọc, em đói bụng lắm rồi phải không? Không có gì ăn hả, tội nghiệp quá đi. Nè, dì cho cái này nè, cháu cầm đi. Cháu không thể ăn được. Cầm lấy đi. Bộ không thơm hay sao? Hey, thịt dê nướng rất ngon đây. Hey, bạn nhỏ à, muốn ăn thử không? Thịt dê nướng rất ngon đây hả? Ăn thử đi bà. À, anh bắt bánh bao, bây giờ tôi đói quá, cho tôi một cái được không? Dạ, cho mày một cái bánh bao hả? Không thành vấn đề. Nè, mày muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy đi. Cảm ơn. Ngon quá. Đây, cái thằng mập địch này. Ê, dạ. À, để trả chú đó. Trả lại tao, thằng mập địch. Tôi không phải ăn cắp. Mày không phải ăn cắp hả? Còn ai nữa? Còn cắp chạy, mày thiệt là đừng ngu. À, chú ở đây, tôi đi bắt nó về. Tao phải bắt được hai đứa tụi bay. Ê, đứng lại. Bong bóng này, một bong bóng đi. Bong bóng nè, nè, cho tôi mượn một chút nha. Đừng lấy của tôi. Cho tôi dùng đỡ một chút. Ê, tôi đang cắp đâu rồi? Tôi biết mất màu vậy. Ê, làm gì? Xin lỗi nha. Chó ông bắn dài đây. Đã đây. Đây mất rồi. Mất rồi. Đừng chạy. Xin lỗi. Cha mày nếm thử bông gòn nguyên cái đạn. Đâu mất tiêu rồi. Xe đẩy bắt chưa định đi. Coi lần này mày làm sao đỡ đói được. Chết. Cho mày chết này. Cho mày chết. Cho mày chết. Chết rồi. Ây da, con này lửa rồi. Quá lửa. Lửa 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 lửa. Chạy chạy. Coi mày còn chạy đi đâu. À, đứng lại, đừng chạy. Mày là thằng ăn cắp, tại sao mày lại ăn cắp đồ? Mấy gì ăn cắp gì cả? Thì đói bụng quá. Mày bắt tao cũng được, nhưng mà trước khi mày bắt tao, mày phải giúp tao cho tụi nó ăn no đã.
Nè, tụi bay lấy ăn đi, ăn cho no đi nha. Có lẽ lần này là lần cuối cùng mà tao lấy đồ đến cho tụi bay ăn đó. Sự thật, mày bắt tao đi thì càng tốt, tại vì chỉ có mình tao cũng không thể nuôi sống cả bọn tụi nó. Mày bắt tao đi cùng lắm là tao bị bỏ vào tù. Tao bị bỏ vào tù rồi. Nhưng tụi nó thì không ai sân sống nữa. Tụi nó thì rất là tội nghiệp. Tội nghiệp lắm. Mỗi đêm tao đều phải ngồi để kéo đèn cò để ru cho tụi nó ngủ. Vậy thì tụi nó mới chịu ngủ. Đừng kéo nữa, nghe âm nhạc của mày thiệt đau lòng quá. Vậy mày có còn bắt tao không? Hai cái thằng ăn trộm này, tao nói rồi, phải bắt hai đứa bay. Hai đứa bay chạy không thoát đâu. Trả bánh bao lại tao. Bao lên. Bô tao ra, chết rau à, bô tao ra. Nếu mày chịu trả bánh bao thì tao thả mày ra. Chúng tôi không phải là ăn cắp đâu. Không phải, tôi không phải là ăn cắp. Nó mới là ăn cắp. Nhưng mà nó là một đứa ăn cắp tốt. Tôi dế chết nè. Đánh tao hả? Đại ca, mau chạy đi, chạy đi. Chúng tôi không phải ăn cắp. Tao sẽ bầm hai đứa tụi bay để làm những bánh bao. Nếu chú đánh chúng tôi, chú đừng có trách chúng tôi nha. Được, để coi mày có bản lĩnh gì. Thiệt may quá, mày giỏi thiệt. Giỏi quá nha. Chứ tại là ơn giúp người kia để không còn chứa nhát thì được rồi. Quá dạ, hoan nghênh mời vào. Dạ mời. Sư huynh của mày đều độc đầu, đáng lẽ không có kiếm lắm đâu, có phải không? Tao cũng tưởng là vậy, nhưng mà lần trước tao gặp hai người đầu trọc, không phải là hai sư huynh của tao. Đúng rồi, tại vì dạo này người ta thích cạo trọc đầu lắm. Tiểu Bá Dương, sau này mày đừng có ăn cắp đồ nữa. Tao thì không sao đâu, nhưng mà đám trẻ nhỏ đó thì sao đây? Phải tự lực cánh sinh, tự mình nuôi mình. Tự lực cánh sinh hả? Vậy coi mày có bản lĩnh gì? Rút lui! Chờ tao với! Quê! Tụi mày còn chưa trả tiền! Má lên! Sao chạy chậm như rồi vậy? Má lên đi! Má lên! Lần sau nếu làm vậy đừng kêu tao! Quỳ, sao khó ăn quá vậy? Khó ăn quá đi. Tụi mình đi, cái anh còn chưa trả tiền đó. Đòi tiền hả? Vừa đánh làm ai rồi? Xem cách tụi tôi biểu diễn. Xin mời, xin mời. Xem biểu diễn. Võ nghệ thiếu lâm, xin đừng bỏ qua. Phải, mỗi người một đồng. Không được cho trả giá. Chiều thứ nhất, đập bể đá trên ngực. Tiểu Bá Dương, mày đập đi. Trời ơi, để coi coi. Ráng lên đi. Không biết đập nổi hay không nữa. Giỡn không nổi mà. Không nổi mà. Tiểu Bá Dương, mày có đập nổi không?
Chắc ông nói xin lỗi hồi nãy thì chỉ lỡ tay một chút. Bây giờ cẩn thận nha, cẩn thận, cẩn thận, đừng đánh nó. Hay quá trời. Ây da, hay chưa, nếu thấy hay thì ma trả tiền đi, ma lên. Chí Long à, mày biểu diễn mà mình được rồi, cần gì bắt tao biểu diễn theo mày chứ, mày không biết điều chút nào hết. Tiểu Long, mày không biết quan tâm tao chút nào. Chờ một chút, tao đập đầu tao còn hay hơn. Các bạn chị bắt chị có tôi giỏi nhất, chị bắt chị tôi mạnh nhất, có phải không? Tôi rất giỏi phải không? Sẽ có tiết một hay hơn nữa. Cho thêm đi. Cảm ơn. Ngó cái gì hả? Hả? Có tin tôi đánh anh không vậy? Mày đi chậm là chết đó. Cô hai à, quyển sách này không thích hợp với cô đâu. Để tôi giới thiệu quyển sách thời trang mới nhất của năm 97 cho cô nha. Đây là những kiểu mới nhất và lưu hành nhất, rất thích hợp cho cô coi đó. Cảm ơn, thưa khỏi. Tôi chỉ lật xem coi thôi. Wow, nhân sâm rừng núi chảnh cống đây. Ông chủ à, mời lại đây, lại đây. Có đồ giới thiệu trong đây nè. Nhân sâm rừng núi chảnh cống đây. Nhiêu tiền vậy? 2,000. 2,000 Thứ nhân sâm vậy bán 2,000 hả? Loại hàng như vậy bán đầy ở lề đường đó. Thôi không có gì đâu, loại sâm này rất hiếm mà. Coi bộ thằng cha này rất dễ ăn hiếp đó. Tụi mình nhân cơ hội kiếm tiền đi. Này, tôi biết rồi anh bạn à. Cái loại hàng này mà anh bán có phải đồ thiệt hay không đây? Tôi hoài nghi đồ giả đó. Tôi không bao giờ bán đồ giả đâu. Nhân sâm này là thứ thiệt đó, thiệt chảnh cống mà. Quê, đừng nói là tôi hù anh nha. Nè, ở đây tôi có nhiều bạn bè làm công an lắm. Nếu như mà anh bán đồ giả đó hả, thì tôi sẽ kêu bọn họ đến bắt anh. Nếu như biết điều thì bán rẻ đi. Ông già, anh bạn của tôi nói rất là đúng. 200 lành có lời rồi. Tôi muốn đem về dùng thử coi. Nếu sâm của anh là sâm giả hả, tôi kêu công an tới đây bắt anh đó. Anh cũng nghe rõ không vậy? Chỉ có 200 bạn sao đủ vốn tôi mua hàng? Anh muốn tôi bị phá sản hay là sao chứ hả? Ê, hả? Nếu công an bắt anh đem về hả, thì vốn không còn nữa đó. Ê, có lời rồi, bán đi. Nè nè, không có được đâu. Ê, 200 thiệt là rẻ đó nha. Úi da. Quê, nè, bộ đuôi sao? Sẵn vào người ta, phải coi kỹ chứ. Xin lỗi nha, để tôi lượm lại cho anh. Xin lỗi nha. Không có sao. Cái cô này cũng khá đẹp ha. Đúng rồi, bốc quá. Bị nó bịp rồi. Biểu diễn xong rồi, xin các vị thử tiền. Làm ơn, làm ơn, làm ơn giùm. Làm ơn. Người ta chỉ đưa bao nhiêu đó thôi. Tao nghĩ để tao biểu diễn mới được. Các vị khán giả, bây giờ tôi xin biểu diễn tuyệt học Tí Lâm đã bị thất truyền lâu rồi, tức là siêu cấp vô địch con chim vàng. Cái gì chim vàng? Chim vàng gì chứ? Chim vàng là cái gì? Coi đây,
Ôi giờ, nó làm gì vậy? Còn biết là làm gì đó. Ôi giờ, bây giờ còn gì vậy? Nó làm gì mà tới quần như thế đó à? Quá hông rồi. Các vị khán giả, động tác mà tôi biểu diễn đây thiệt là khó biểu diễn lắm. Nếu không có chuyên gia chỉ dạy, đừng có học làm theo. Lần sau tới nữa nha. Cảm ơn. Không có gì. Lần sau nhớ tới à. Anh nhìn cho kỹ đi. Đây là cái bình cổ đời Thanh đó. Nếu mà không mua thì sẽ hết cơ hội. Hey, em bán hàng. Tôi nghĩ giá tiền này là phải rồi. Em bán cho tôi đi. Hey, không được đâu. Cái người khách này đến xem hàng trước đó mà. Chúng tôi làm thương mại rất coi trọng nguyên tắc. Nếu như anh ta thích thì tôi bán cho anh ta. Vậy cũng được sao? Dĩ nhiên, làm ăn phải có nguyên tắc. Tôi xem nó cũng đáng giá 10.000. Cho tôi xem. Anh bạn à, cẩn thận nha. Đồ cổ đó. Ông chủ, cái lâu này giá đâu có ít như vậy chứ. Ít nhất là 50.000 đó. Hả? Quay quay, tôi mua trước đó nha. Quay nè, cẩn thận nha, cứ nhớ coi chừng kỹ. Thì ra là vậy. Anh xem coi coi. Chế tạo tại Hồng Kông, đồ giả đó. Cái anh bạn này, anh thì xảo quyệt đó nha. Nói đồ cổ nhà Thanh mà sao lại Hồng Kông chế tạo chứ? Phải rồi, giả đó, sao mình đi. Đi đi, đi. Trả lại cho anh. Quay, làm bể đồ của tôi. Phá đám rồi. Đây là 300 đồng, tôi cho anh. Thì già đúng rồi. Giả người ta mà tôi mình đi đi. Thấy đồ của tôi bỏ đi sao? 300 đồng rồi mà, đừng có gây chuyện nữa. Đi về đi, 300 đồng rồi. Đi về đi mà. Thiệt tình. Ba cổ. Cô hai, không sao chứ? Tụi nó muốn cưỡng hiếp tôi. Quế. Hey, tụi ai làm cái gì vậy? Dám càng đẹp hả? Ê, coi anh kìa, hồi nãy anh giúp người ta, bây giờ sẽ té rồi hả? Kéo tôi lên đi. Cẩn thận nha, ở đây gió lớn lắm, coi chừng té chết đó. Phải nắm cho chặt, tôi kéo anh lên. Phật tại tâm trung chính là ảnh rồi. Mình cứ dễ thiệt. Muốn đi đây thì đi, ta tiếp tục đếm tiền. Đánh
giỏi thiệt. Hay quá. Chạy lẹ. Tiểu huynh đệ, võ nghệ thì là cao cường. Sao lại có anh? Sư phụ kêu tôi hả Sơn đến tìm anh. Nếu như em thích, anh cho em nè. Là như vậy. Sư phụ kêu tôi hả Sơn đến tìm Phật duyên, cho nên tôi kiếm anh. Không phải. Tại vì anh có Phật nên tâm trung hữu Phật. Không phải. Phải nói làm sao đây? Tiểu Long à, cứu ta với. Tiểu Long, cứu tôi, cứu ta với. Cứu ta với, cứu ta với. Còn không ngừng tay. Không phải tôi đánh nó đâu, là nó đánh tôi đó. Mau ngồi dậy đi, mày nằm ở đây để làm gì? Mày tới trễ vậy xem chút ta chết mất rồi. Đi mau. Không thấy anh nữa, tụi mình đi. Đại ca, xin lỗi anh, tôi đã thất bại rồi. Ban đầu tôi móc được cái bóp, nhưng mà tôi lại để vô túi có người khác, tôi không có cách gì lấy lại được. Làm ăn gì kỳ vậy? Đừng có nói thêm nữa, dù sao phải lấy lại cho được. Thịt dê nướng, thịt dê nướng đây. Rất ngon, thịt dê nướng đây. Rất thơm, thịt dê nướng rất ngon đây. Thịt dê, thịt dê. Làm ơn làm phước, đừng có rào nữa, đừng rào nữa, tôi chịu không có nổi rồi. Làm ơn cho năm sau. Sư huynh, huynh còn có tánh người không hả? Đã lạc mất Tiểu Long rồi, không lo nó có tai nạn hay sao? Cần gì phải quan tâm, võ nghệ của Tiểu Long giỏi hơn đệ, dù có nguy hiểm gì nó cũng khắc phục được. Sư huynh, chúng ta đã phá giới ăn thịt rồi, không lẽ muốn rượu nữa hay sao? Phải, sư huynh muốn uống rượu đây nè. Tôi là huynh bị tiểu nhục xuyên trường, nhưng mà Phật tổ tâm trung trường lưu đó. Đi đi. Vậy cũng được hay sao? Cảm ơn. Mình về uống tiếp nha. Ghế, hai vị cũng vô được đâu. What happened? Tại sao vậy? Phải tại sao vậy? Tại vì chúng tôi... Cô tưởng là làm khó dễ được tôi hay sao? Đi kiếm cái buổi rồi mà kiếm không gặp. Mày gạt tao có phải không? Tao là người gạt mày sao? Đi mau. Ê, mau qua đây coi nè. Mày coi, chiếc xe này là của ảnh. Ảnh ở đây rồi. Tao đã nói thế nào cũng kiếm được ảnh mà, cần gì phải lo. Đi vô coi, lẹ lên. Ê, tụi em vô không được đâu. Tại sao? Coi nè. Thưa ông, xin hỏi mấy người? Hai chỗ không phải, một chỗ. Xin mời. Cẩn thận nha. Mày bày ra cái này là thất bại nữa rồi. Thì thất bại quá, còn không mau đi.
đi đâu mà hối hả quá vậy? Ngừng xe! Anh là người không giữ lời, anh lường gạt tôi. Ngừng xe! Ngừng xe! Ngừng xe lại! Đồ bịt bẩm! Ngừng xe! Em bé à, em bé, có sao không? Em bé à, có sao không? Anh gạt tôi. Xin lỗi, em đừng có chết nha. Bây giờ là tới đưa em đi nhà thương. Anh phải chờ tôi theo anh. Nếu như em không chết, cái gì cũng nghe theo em. Bây giờ anh đã nếm được mùi vị bị người ta gạt rồi sao? Em bé này dám đùa với anh hả? Để em đánh chết em nè. Nè. Dạ. Dành đến anh hả? Nè, đừng có chạy nha. Bắt được lần này bằng toàn đoàn nữa. Ê, bắt được rồi. Đã trốn đi, đã trốn hả? Bằng toàn rồi. Đã trốn đi, đã trốn rồi. Lên xe. Bây giờ làm gì vậy? Bữa là nó của chị rồi. Xin lỗi. Ghê quá. Hả? Cẩn thận. Ui, quay à. Thì là xui xẻo. Cũng may đầu tóc giả của Quỳnh không có rớt xuống thôi. Sư Quỳnh à, coi bộ đội của đệ có dơ không? Không có sao đâu. Còn đẹp hơn lúc nãy nữa. Nè, đi vô lẹ lên. Đi đi. Thôi đi. Coi bộ lần này mình vô được rồi. Quan Minh giá lầm. Xin mời vào trong. Uống nữa đi. Mày có sao không? Được uống với anh nữa. Uống nữa đi. Anh phục em rồi. Làm cái gì? Tới giờ này còn chưa có tới. Ông chủ, chúng ta vừa mới lên đường thôi. Lên đường đi đâu hả? Hôm qua nghe ông nói đi đại đầu Phật ở Thiểm Tây để chờ em trai của ông đó. Mày nói là ngày hôm qua, bữa nay còn chưa có tới. Kêu nó trên xe chạy mau đi. Qua, có tử thi. Ừ, chuyện gì nữa đây? Có tử thi, tiệt cũng kiếp quá. Hả? Cô Hai, cô sao rồi? Cô Hai. Nè, tính dậy đi, tính dậy. Để tôi bắt mạch thử. Sao rồi? Mạch của cổ còn nhịp. Có tỉnh rồi. Cố còn chưa hoàn toàn tỉnh, để tôi giúp. Cô Hai,
Cô tỉnh rồi hả? Tại sao cô ở trong xe của tôi? À, tôi nhớ rồi. Cô là cô gái ở Trường Thành. Tại sao lỗ tai của cô bị thương vậy? Đúng rồi, thiệt tội quá. Đau lắm đó. Tôi biết rồi. Chắc là cô lại gặp bọn đại hàng đó nữa. Bọn tụi nó to lớn như vậy, chỉ biết hiếp phụ nữ thôi. Phải rồi, sao cô lại ở trong xe của tôi? Sanh ngu quá vậy. Chắc là cô bị bọn đại hàng đấy rượt cho nên cô ta phải chạy. Nhưng mà cô bất ngờ là chạy đến chỗ này đó. Chạy đến chỗ này? Chỗ này hình như lỡ ngoài ô đó. Phải rồi, vì vậy cô ta mới trốn ở trong xe. Thì không ngờ mày ngu quá đi, không biết gì hết. Dù sao cũng mặc. Hay là tôi chở cô đến trạm xe lửa nha. Cũng được, cảm ơn anh. Cô tên gì? Tôi tên là Tiểu Tuyên, còn anh? Tiểu Bá Dương. Tụi mình lên đường. Anh Sơn, không biết anh đến tiệm Tây để làm gì? Chở đồ vật về thôi. Vậy anh vốn làm nghề gì? Làm cái gì mà người ta nhận thấy rất ngu xuẩn, nhưng bản thân tôi thì thấy rất có ý nghĩa. Như vậy anh chắc rất có lý tưởng rồi. Còn cô, nhà cô ở Bác Đạt Lĩnh hả? Không phải, nhà của tôi ở rất là xa. Thật ra tôi đến Bác Đạt Lĩnh là để... Tôi biết, cô còn đã đi học mà. Phải, tôi còn đang đi học mà. Anh Sơn, cái cà vạt của anh đã dơ rồi. Không có sao đâu. Anh không phải mặc âu phục, sao lại kiểu cỡ tắt ra vát làm gì? Lãng xịt. Em cũng phải là hòa thượng, tại sao cạo trọc đầu? Tôi cạo trọc đầu, cái đầu có tờ mắt hóa gì tới anh chứ? Cảm ơn. Tụi mình ở lại đây chờ thằng mất dịch đó. Dạ biết. Ông chủ à, em trai của ông chắc đem cái đầu Phật đến chỗ này. Tôi khẳng định không sai đâu. Chờ hết cái buổi còn chưa thấy nó tới, mày còn nói là khẳng định hả? Tao ghét nhất là ôm cây chờ thỏ. Đồ vô dụng. Chưa tới một phút. Tổ cha nó. Go. Nà, đừng có ngủ nữa, thức dậy đi. Nè, thức dậy đi. Đừng có dựa vào chị nữa. Ở gần đây đáng lẽ có một khách sạn, đến đó thì tụi mình có thể tắm rửa sạch sẽ rồi. Bánh của em nè. Tất cả không sao chứ?
Tại sao không thấy đứa trẻ hồi nãy? Đúng ra thì tôi không có đụng vào nó. Tôi cũng thấy như vậy. Đừng nói nhiều nữa, mau đẩy xe lên đường đi. Đi. Mau lên, mau lên, mau lên đi, mau lên, mau lên, mau lên đi. Lại lên, lại lên, lại lên đi, lại lên. Lần này My ra tiếng lâm ngoài, mày bảo vệ giùm tao nha. Nè, cái gì muốn làm gì đây? Hả? À, thì ra là họ muốn giúp mình. Các vị đồng chí, tất cả phải chuẩn bị nha. Bắt đầu. Quen nhìn các vị. Ông chủ à, có phòng không? Ơi, dạ có, hai vợ chồng anh thì ở chung một phòng, còn hai em bé trọc này thì ở chung phòng có được không vậy? Anh nói cái gì? Cho tôi bốn phòng. Bốn phòng á? Mời. Có lầm lẫn hay không? Tôi có biết làm ăn gì hết á, ai với ai là một cặp. Chưa biết rõ ràng, nếu tôi làm tôi đóng cửa khách sạn không thèm làm nữa. Cần gì phải đóng giận vậy? Có phòng ngủ còn hơn là ngủ ở ngoài đường. Tiểu Tuyên. Cái gì? Tiểu Tuyên, cô ngủ sớm nha, chờ sáng mai tôi đưa cô đến trạm xe. Tiểu Tuyên, cô kiếm tôi hả? Sao cũng nói gì hết vậy? Cái này tặng cho cô. Cô phải hứa với tôi ráng học hành. Nếu rảnh thì cô viết thơ cho tôi. Tại sao bừa bãi vậy? Rất may là không bị trộm cái đạo Phật này. Không ngờ những cái trộm lại... Tôi chính là kẻ trộm đây. Cái bóp của đại hạn là do tôi ăn cắp. Chính tay tôi đã bỏ vào hành lý của anh. Mục đích của tôi theo anh là muốn lấy lại cái đồ mà tôi đã ăn cắp. Bây giờ đã hiểu chưa? Tại sao cô đi ăn cắp? Tôi chẳng những chỉ ăn cắp mà tôi còn gạt anh nữa. Thực ra tôi đâu có đi học gì đâu. Tôi là người mù chữ. Anh còn tặng quyển sách cho tôi để làm gì? Anh chỉ là khờ. Phật tại tâm trung, tâm trung hữu Phật. Thank you.
là tôi. Tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Là em đó hả? Mau vô đây đi. Cơ Tiên. Cô với anh Trần phát triển đến giai đoạn thế nào? Em nói cái gì hả? Cô với ảnh có phát triển đến nước tình hữu nghị không? Em nói cái gì mà bậy bạ vậy? Mau đi về ngủ đi, đừng có nghĩ giấy giận nữa. Tối rồi, mau đi về ngủ đi. Yêu quá thì đâu đấy? Là mày hết sao không chịu nói sớm chứ? Hey, em làm cái quái gì đó? Đáng lẽ tôi hỏi anh làm cái quái gì mới đúng hả? Tôi thấy anh biểu diễn như vậy thì rất khó làm á. Tôi cũng muốn xem bằng mắt. Giờ muốn chơi cũng đừng có chơi quá đáng vậy. Cô giận sao? Anh nghĩ em đừng lấy tên là Tiểu Bá Dương nữa, kêu Tiểu Hẹp Lượng đi. Chào cô. Anh khỏi cần tiếng tôi đi làm xe lửa một mình được rồi. Lên xe đi gần đi thôi. Cảm ơn anh. Tiểu Tiên. Tiểu Tiên. Biết hay biết coi cũng không sao, để dành làm kỷ niệm đi. Anh có nhận thấy là chị Tiểu Tuyên chỉ gạt anh không? Có lẽ chắc chị có chuyện gì. Chị... Nhưng tôi dám nói là chị yêu anh. Bộ anh không cảm thấy hay sao? Sao có nhiều con số không quá vậy? Không biết là thiệt hay giả đi nữa. Trả cho tôi. Còn kéo áo của tôi đừng có trách nữa nha. Lùi ra. Cô bé, nói cho tôi biết, Chung Nhất Sơn này là tù phạm mà hình cảnh quốc tế đang tìm bắt, là nhân vật nguy hiểm đó. Bây giờ nó đang ở đâu? Nói cho chị biết đi. Chị sẽ cho quê hồng em. Đừng để cho bề ngoài của tụi nó gạt em. Nó giết người không nháy mắt đâu. Nói cho chị biết đi. Em mới là không nháy mắt đó. Hỏi cùng thì hỏi đi. Cần gì xí giúp thằng em trai của anh chứ? Kêu em lấy cung chứ không phải nói giống đâu. Bây giờ món quà này có tôi là để tặng cho cô Tiểu Tuyên. Còn không nói. Nói mau. Nói. Ngừng tay. Các người làm cái gì? Thả con ra mau. Nhất Sư, mau trao món gì cho tao rồi nói xin lỗi với tao. Tao sẽ thả con đi. Anh hai,
Anh đã có nhiều tiền rồi, đừng nên bán đồ cổ hiếm này để lấy lời nữa. Ở trong cuộc đấu giá, mày đưa giá cao như vậy, tao vẫn còn chưa thanh toán với mày. Tao đã hứa với người Ả Rập rồi, ngày mai giao hàng. Mau trao cái đầu Phật lại cho tao. Đầu Phật? Mau trao lại cho tao, nếu không thì giết chết cổ. Được, tôi cho anh. Thả cổ ra. Đưa đầu Phật cho tao trước. Chân ta đi. Cô không sao chứ? Đưa đây. Ây da, ngừng ta lại. Tiểu Long mà, mày cứu tao với Tiểu Long. Tiểu Long mà, bố tao ra, cứu tao với. Bố tao ra, bố tao ra, cứu tôi, bố ra. Cứu tôi. Lên xe. Tiên à, tôi làm mãi chị đó. Quên nha. Lên xe. Nhanh lên. Lên xe đi. Anh kêu một lần nữa đi. Tiểu Tiên, chúng ta không thể chia cách nhau được. Thì ra anh đã có đầu Phật. Anh biết rõ tôi đến đây để tìm Phật duyên. Sao anh không nói cho tôi biết? Tại sao? Anh chỉ có cái đầu Phật thôi, chứ không phải có Phật duyên gì đâu. Em đã hiểu chưa? Mặc kệ hai người đang nói đến Phật gì cũng được. Tóm lại là tôi xin anh lập tức đưa tôi trở về gặp Tiểu Tuyền. Mai lên đi. Lẹ lên. Đừng làm bậy, nguy hiểm lắm. Lẹ lên. Anh sẽ làm theo lời em. Chờ anh kiếm được cái đầu Phật rồi, anh sẽ dẫn em đi tìm Tiểu Tuyền. Lý gì tôi tin anh? Ô, lý này đây. Chạy qua bến chặn đầu Hòa Lại đi. Nguy rồi, cái thằng đó bị hư. Ây á, sao lại vậy? Anh ráng chạy tới trước, em tìm cách nhảy lên xe nha. Được. Tuyền có sao không? À!
sao không? Ta không sao rồi, nhưng mà tối hôm thì không thấy cái gì hết á. Ai đó, có phải Tiểu Long hay không? Chắc nó đã bị thương, tìm nó đi. Em không sao chứ? Mày làm cái gì kỳ vậy? Cứ ngồi đè lên tao, mày có biết mày nặng lắm hay không? Làm tao ngồi dậy không được. Được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Mau đi kiếm lại cái đồ Phật đi. Đi mau. Ây da, cứu tôi với. Ây da, cứu tôi. Ây da, tụi mình có phải đã chết rồi không? Nếu còn chưa chết, tại sao thấy Giê-xu như vậy? Tiết ra lãnh đầu trọc. Vậy mới đáp kiếm anh đó. Tại sao bị người ta trói như vậy? Đừng có nhắc tới nữa. Chắc là bị phỏng tay trên rồi. Thôi mình đi, mình đi kiếm đạo Phật đã. Một lát trở về của anh. Amen. Thằng mập, mày giúp cho tao có được không vậy? Giúp hả? Mày giúp tao giành lại cái đồ vật đó, tao cho mày 100.000. Mày chỉ ít hả? Vậy là 200.000 nha. Có đủ chưa vậy? Anh đừng kết thúc là gạt gẫm trẻ con, có biết không? Không có gạt mày đâu. Lấy gì mà tôi phải tin anh? Hàm răng này coi như là tiền đặt cọc trước đi hả? Số tiền còn lại sau này ta sẽ đưa cho mày. Mày lấy cái này đi trước đi. Thiệt rất ghê tởm. Tôi miễn cưỡng giúp anh lần này thôi. Tiểu Long, em đón coi tụi nó giấu cái đạo Phật ở đâu. Chắc là giấu ở một chỗ rất bí mật. Thấy chưa, em đã đoán sai rồi. Lợi hại hơn anh của anh rất nhiều. Cho nên cô gạt anh được chứ không gạt tôi được đâu. Được, đừng đánh nhau nữa. Giảng hòa, ai bắn đầu phần này trên phần nữa. Được, có bản lĩnh thì tới đây lấy đi. Lấy cái gì bị người ta lấy đi rồi. Mắc tài dễ như vậy sao? Chưa tao. Sao chơi gian lận đánh vào chân người ta? Đưa cho tao. Anh đừng bước qua đây. Nếu anh bước qua đây, tôi sẽ nét đạo Phật này xuống dưới, nghe chưa? Đưa cho tao. Tao không đưa.
cô sao chứ? Có người có nhẹ nhàng chút được không? Đứng yên. Bộ hai anh chị rất cần tiền lắm thì sao? Dù cho anh chị có cần dùng tiền cũng không cần gấp như tôi đang cần. Tuổi của hai anh chị cộng lại cũng đã hơn 100 tuổi rồi, tại sao lại dành cho tôi chứ? Chị không biết xấu hổ. Hay ây da. Rút lui. Giao cho anh. Cho mày nè. Này cho mày đâu. Mở cửa. Bắt tài trời. Không biết lần này ta có thể mở được bao nhiêu tiệm karaoke. Thì không ngờ. Sao lại gặp anh ở đây? Phải rồi, bây giờ tôi đã lấy được cái đầu Phật rồi nè. Chừng nào anh giao số tiền đó lại cho tôi đây. Thằng Mập à, bây giờ mày đã học biết thâu tiền rồi đó hả? Cùng đường rồi. Thực ra tôi cũng không thích gì karaoke đó đâu. Anh ơi à, là tôi trả cái đầu vật này lại cho anh nha. Nè, cầm lấy đi. Tía Long à, tụi nó chắc là gian lận, nó không chịu trả tiền cho tao đó. Mày cũng nói. Ta làm như vậy cũng chỉ vì đánh trẻ con đó thôi. Mày muốn đánh tao, mày đánh đi. Đừng nói nhiều nữa. Muốn lấy đầu đó thì lấy cái đầu phần đổi nhau đi. Chưa sợ tao cũng không quen biết với chị này đâu. Mày muốn làm thế nào cứ làm theo tùy ý mày. Tao không cản. Đầu vật không thể để cho họ được. Oh.
anh ra, ta giao đạo Phật cho mày. Ê, tụi mình sắp rơi xuống vực thẳm rồi. Hả? 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 Ghê quá. Anh hai, anh có sao không? Anh không sao chứ? Anh có sao không? Tao không sao. Tao thì đáng chết. Tao thì không nên tin cậy con đàn bà đó. Mày tha thứ cho tao đi. Được rồi, thôi đi. Quê, hai anh đừng có nói tào lao đây nữa. Anh Sơn à, anh mau mau rượt theo lấy cái đạo Phật này đi có được không chứ? Ý da, anh của anh và Tiểu Tuyền giao cho tôi chăm sóc được rồi. Đừng có lo, đi đi. Ừ. Tôi cũng muốn đâu. Tôi tuyệt định đừng muốn có nói gì nữa. Đừng có nói gì nữa. Đi đi lên đi. Đúng rồi. Đi lại lên. Đi. Anh Sơn à, nguy rồi. Về thiết lâm tự được không? Nè, tỉnh gì đi, tỉnh gì đi. Tại sao phải kêu nó tỉnh dậy? Tôi không muốn đánh nữa đâu. Tôi đã đánh mệt lắm rồi. Không kêu nó tỉnh dậy em biết lái máy bay hay sao? Quê, tụi mình phải liều một lần. Nhảy xuống đi. Chuẩn bị. Nhớ lấy cái đồ Phật cho. Nè. Chuẩn bị. Nhảy. Tụi mình vẫn còn sống. Sau này bất luận thế nào, dù nghèo khổ bệnh tật hay được phú quý hạnh phúc, mày cũng không để cho người khác giật đi, có phải vậy không? Phải. Tiểu Long, có phải mày tình nguyện ủng hộ cho nó hay là không? Tôi tình nguyện. Ý, tụi mày chồng tức chết tao rồi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, bái kiến sư phụ. Sư phụ, đệ tử xuống núi rất lâu, vẫn chưa tìm kiếm được Phật duyên, nhưng mà chỉ kiếm được một cái đầu Phật. Đệ cũng biết hai sư huynh kiếm đệ cũng rất là cực khổ lắm rồi. Kiếm rất cực khổ hả? Đi chơi cực khổ thì đúng hơn. Sư phụ đã trừng trị chúng nó theo lệ trong chùa rồi. Sư phụ, đệ tử vô dụng kiếm không được Phật duyên, tình nguyện chịu phạt. Tiểu Lòng, nếu không có Phật duyên thì làm sao kiếm được đầu Phật? Anh Sơn à, em giỏi thiệt, em đã làm cô giáo hả? Em lấy tiền của anh cho đi giúp đỡ các em bé này. Vậy em có đi học không? Có chứ, em đã vô học rồi. Tiểu Bá Dương, con em thì sao?
Tôi cũng vừa học. Từ nay về sau anh đừng có gọi tôi là Tiểu Bá Dương nữa, kêu tôi là Tiểu Văn đi. Về thì ngoan rồi. Cần gì phải nói, tình yêu có thể sửa đổi tất cả. Em nữa nha. Oh.